Một like đến từ Tiết Thái Nguyệt, xin cảm ơn em. Thì mình đam mê thì mình cứ bình luận thôi, nhưng mà không đam mê làm sao có sức khỏe mà bình luận được, bình luận là mệt lắm, nói liên tục mà. Yes. Vâng, xin chào Cơ Lợi. Ơ cái gì đây, quân gì đây? Vâng, xem về mặt quân chúng ta vẫn có cơ hội dứt điểm ở trong trận đấu thứ năm. Vâng, Maxe và Baby. Thực ra thì mọi người đánh giá là quân này cân, nhưng mà mình vẫn ưu có Maxe thời điểm ban đầu. Bởi vì Maxe nó có khả năng ép đời tốt hơn, mình vẫn phải ưu tiên những quân ép đời tốt hơn. Maxe dựa vào bóng rộng và tìm được nhiều voi, ép đời sẽ chuẩn hơn Baby. Baby nó là quân hơi rách, trừ khi bài họ quá mắc binh rồi đi một vòng phát thì người ta đủ đồ luôn. Maxe thì không bao giờ tìm lỗi đồ được. Baby thì vẫn có cơ hội tìm lỗi đồ. Cái loại quân Maxe này nó là cái loại quân ảo diệu, nó không ngán ngẩm bất cứ quân gì. Ở Maxe người ta chỉ ngán mỗi là đánh vừa rơi vào cái thế đổi nhà thôi, vì dân Maxe nó không có bánh xe. Và trước khi mà rơi vào tình trạng đổi nhà đó thì chúng ta sẽ chơi cái đòn là chúng ta phải ăn được tương đối dân của họ và đè tham quân của chúng ta yêu hơn một chút. Đánh kiểu phong cách Maxe đánh đổi nhà nó đơn giản lắm. Mà cứ một lờ xong rồi lên phát là dí trong cái nhà y gần nhà họ, phát là bắt buộc đánh thế đổi nhà ngay. Mà thông thường thì Maxe nó là một loại quân ép đời so với Baby. Nếu chúng ta ép được đời sớm hơn, tốt hơn, chúng ta đi đọt họ, họ yếu lực, chúng ta kiểm soát bản đồ tốt thì là có thể là ngon lành. Nhưng mà đấy là nói về cơ bản thôi, nói về đa phần thôi, không phải trận đấu nào chúng ta cũng có thể đánh đổi nhà được. Có những trận đấu mà chúng ta vẫn đánh có nhà. Ít nhất là một voi cho Hoàng Mai Nhi. Vâng, xin chào bạn chữ tàu nhá. Mình cũng không phải là V Moon đâu. Rồi, xin chào Hoàng Vinh. Vâng, xe Nam hiện tại tỷ số đang là 2-1 và Hoàng Mai Nhi đang có cái lợi thế về tỷ số. Và hy vọng rằng là trong trận đấu này thì Hoàng Mai Nhi sẽ dứt điểm được. Hoàng Mai Nhi đang ngắm cái vị trí BS nào đẹp nhất. Có vị trí BS đẹp dành cho em rồi đấy. Chặt cái gỗ đi phát là có vị trí BS đẹp mắc binh ngay. Số lượng nông dân chỉ cần tầm trên 5 con thôi, chặt cây gỗ 40 nó rất nhanh. Và chúng ta vẫn giữ được cái lượng gỗ. Ôi, một tờn tí nữa thì kích đúp. Tờ đấy hơi giật mình một chút. Ngoài hiêu đầu một voi ra thì tài nguyên tiếp theo của Hoàng Nhi là hai bãi hiêu phụ. Không có bãi quả nào và không có cái đôi voi nào để cho Hoàng Nhi câu về cả. Đây vừa nhắc tới quả kích đời kìa. Kích Hoàng lẽ đời như vậy là vẫn sớm đấy. Cuối 7 7 5 8. Tiếp tục voi cho Hoàng Mai Nhi. Quả vị trí này cũng là tương đối gần, không phải xa. Chúng ta đi
thẳng thôi, chúng ta không phải đi chéo những thứ gì cả, không bị vướng cái gì cả, tính là vẫn là cứ gần. Con voi này sẽ cố gắng và chúng ta câu kèo. Vị trí đóng G nó hơi xấu. Vẫn còn bãi hiêu nữa cạnh vị trí bãi vàng đấy. À, Hoàng Ba Nhi à, đang tính cho bo BB để bo vị trí bãi vàng, nhưng thực ra cái BB đấy bo vị trí bãi vàng không cần thiết, bởi vì chúng ta có hiêu gần vị trí vàng. Kể ra cái bãi quả này chúng ta tập trung chúng ta ra ăn hiêu trước thì hợp lý hơn. Lên đời bằng nhau. Vậy thì Gunny ở trong trận đấu này sẽ có lợi thế rồi, bởi vì Hoàng Ba Nhi lên đời như 2 thì được chuẩn, nhưng mà lên đời 3 sẽ bị delay, sẽ bị muộn hơn so với Gunny. Còn trường hợp Gunny mà bị xịt nữa thì có lẽ là một thế trận cân, mà tỷ lệ xịt đấy thì nó là rất ít. Kích lại đời gần. Và 11 phút 16 đấy là một cái bài cũng không ưng ý dành cho Maxe. Mà thông thường Maxe nó trung bình nó phải rơi từ tầm 10 đến 15. Đè ngựa giò nhá. Đủ trăm thịt rồi, đè ngựa giò chưa? Có thể nâng cấp công giáp lên. Vâng, Gandhi đã đẩy cái gì đó vào vị trí nhà chính của Hoàng Mai Nhi rồi. Đấy là con ngựa giò. Công giáp đầy đủ đến từ con ngựa giò của Gandhi là hơi khó chịu đây. Ta đánh đúng vào cái lực vị trí gỗ của chúng ta, mà không biết là chúng ta có cơ hội CI hay không. 145 gỗ là đang hơi thiếu tốn dành cho Hoàng Mai Nhi. Quyết định đánh L2, không có lực gỗ nữa thì phải chơi châu 2L. Trong trận đấu này phụ thuộc vào cái vị trí bãi vàng của chúng ta. Nếu như họ công chuẩn ở vị trí vàng thì đấy là một thế trận cực kỳ khoai, vì chúng ta không còn lực gỗ bò bế nữa. May mắn hay sống còn hay không, thi đấu tiếp hay không mà vào vị trí bãi vàng này. Rồi họ ôm ở vị trí bãi quả trước, và có một y đến từ bài của Gandhi còn khoai rồi. Và cân bằng tỷ số 2 đều, và cả hai bên sẽ tiến tới trận đấu chung kết của xe đấu thứ 5. Vào xe đấu thứ 5 bây giờ chung kết thoải mái đi, vì Hoàng Mai Nhi là người chắc chắn giành chiến thắng ngày hôm nay rồi. Một thế trận mà một cái bài mà Hoàng Mai Nhi không thể thắng được. Đó, map vừa rồi là hơi khoai cho Maxe. Đó, chung kết cho bây giờ tầm này là hồi hộp và gay cấn rồi, hấp dẫn rồi.